Vâng, và chào mừng anh em đã trở lại với giải thi đấu của chúng ta là giải thi đấu Blast. Và ở đây chúng ta đã thấy rồi trận thi đấu này đó là các thành viên bên phía team NineZ cùng với đó là các thành viên bên phía team Heroic. Và Heroic ở thời điểm hiện tại thì bản thân anh thấy rằng thì Heroic đang có một cái phong độ là quá cao. Còn NineZ thì đang là một team phải nói là những chú ngựa ô đi. Tại vì các thành viên bên phía team NineZ họ đã loại được những cái tên như là Vitality, một cái thành viên một đội tuyển mà chúng ta biết rằng có số 1 HLTV. Nhưng không hiểu sao bằng khả năng bắn của mình cùng với những đồng đội của anh chàng Try thì họ đã loại được các thành viên bên phía team Vitality. Và bây giờ thì họ sẽ đối mặt với các thành viên bên phía team Heroic, đương kim vô địch của ESL Brick Season 13. Một trận đấu mà sẽ hứa hẹn NineZ gặp khó khăn cực kỳ nhiều trước các thành viên bên phía Heroic. Để mà nói thì Heroic họ đang đạt phong độ cực kỳ cao và họ đang đứng ở trong cái top 3 HLTV thời điểm hiện tại. Và không biết rằng là có một cái điều gì đó bất ngờ xảy đến dành cho NineZ hay không đây? Có thể là nếu vẫn thi đấu rất tốt như những ngày thi đấu vừa rồi đến từ đội hình bên phía NineZ thì tôi nghĩ rằng cái kết quả sẽ là rất khó đoán giữa các thành viên bên phía team Heroic cùng với NineZ. 3 map thi đấu chắc chắn thôi, mong rằng là sẽ có đủ 3 map thi đấu, bởi vì chúng ta thấy rằng những ngày thi đấu gần đây thì Choi đã bắn off rất tốt đến từ đội hình bên phía NineZ rồi, nhưng bên kia thì vẫn còn có cả điểm người đã có cho mình cái highlight để giúp cho các thành viên bên phía team Heroic đem về chức vô địch, chúng ta biết rồi đấy. Đấy là một cái highlight để đời dành cho cây đèn, tôi có thể khẳng định với các bạn như vậy. Cực kỳ hiếm với những trường hợp đó xảy ra. Và rõ ràng thì NineZ chúng ta vẫn sẽ cần thêm những cái trận đấu để xem rằng là liệu họ có phải là những chú ô hay thực sự thực lực của họ là một trong đội tuyển mà đáng hợp trong tương lai trên xét thế giới. À, bây giờ thì có lẽ mình sẽ chuyển qua đến màn hình của các player một chút nha. Đây sẽ là màn hình của các tuyển thủ đội tuyển NineZ. Jack là coach của NineZ. Và chúng ta thấy khuôn mặt của các player bên phía team NineZ cũng rất thoải mái thôi. Và Kaden cùng với những đồng đội mình cũng vậy. Và có vẻ như là Kaden những đồng đội của mình về nhà thì phải. Tại giải ESL Pro League Season 13 thì họ ngồi bootcamp cùng với nhau rất đồng đội, và bây giờ thì có vẻ là họ đã được trở về nhà của mình. Nhưng mà cái lần trở về nhà này ở Kaden những người bạn, họ đem về một chiếc vô địch nó rất là danh giá. Và đây sẽ là một trận đấu mà tôi nghĩ sẽ có đủ khoảng 3 map. Nhưng mà theo anh thì liệu rằng NineZ có thể làm nên một cơn địa chấn trong ngày hôm nay hay không đây? Anh mong rằng sẽ có điều đấy xảy ra, nhưng mà gặp với các thành viên bên phía team Heroic đang có phong độ quá tốt thời điểm hiện tại thì cái điều đấy sẽ là hơi khó dành cho đội hình bên phía team NineZ. Nhưng mà chúng ta chưa thể biết được điều gì cả, bởi vì đây là những cái tên như là Mark, như là Beat. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngay cái round thi đấu Piston rồi. Trận thi đấu giữa Heroic và NineZ ở đây. Heroic và NineZ, map đấu đầu tiên đó sẽ là map đấu Mirage. Và các viên bên phía của Heroic, họ khởi động bên phía CD side và NineZ. Thì đây là map pick của họ nên họ khởi động bên phía T side. Và bây giờ stack đến tận rất nhiều người vượt lầu B đến từ thành viên bên phía team NineZ. Và Kaden đang chọn góc đứng khá là đẹp đây. Bắn bắt bài rất là 3B, bỏ thẳng khu vực mid đồ luôn. Có một quả sớm bốc che đi, đó là khu vực ở backside rồi. Hãy cùng xem Kaden nào. Kaden cũng chưa bắn được ai cả, có ai check không? Có người check rồi, nhưng trước đó T-Sit bắt được một, T-Sit làm được đôi. T-Sit nên làm thêm mạng nữa đi, nhưng mà Starven đang gây khó dễ cho các viên bên phía team NineZ. Và Try hạ gục được đó, Starven và Beat cũng vào được T-Sit rồi. Bom side B giờ hiện tại là clear. Nhưng mà bộ đôi refresh cũng như là Sus đã retake được về khu vực market rồi. Hai vết bào thì cũng này bất lợi thuộc với các thành bên phía team Heroic. Đây sẽ là Refet và Shoot. Bộ đội bắn tay khá là to đến đội bên phía team Heroic. NineZ còn 3 player. Và trong tình huống này chúng ta thấy rằng chỉ có duy nhất một người có giáp thôi, đó là cái tên của Try. Các thành bên phía team Heroic đây rồi. Esto hạ Wish Shoot thành công. Refet làm một, Refet làm được hai. Quả bom này rất đẹp dành cho vị trí Refet. Refet đón ra đối phương đâu. Và bây giờ thì Refet Bunny là khá dẻo. Refet rồi. Một tiếng bắn quá kinh khủng đến từ Refet, cắt thành công một vết ba và đem về Piston Round dành cho đội hình bên phía team Heroic. Một tiếng bắn USP phải gọi là quá tín chỉ đi, 12 viên thì đó là hai cái mạng với hết đạn nhặt ra, nhặt súng Glock Bunny ra để đối phương có bắn trúng và bắn thẳng vào đầu đối phương. Xử lý nó là quá mượt mà đến từ vị trí Refet, và đây chúng ta đã xem lại cái highlight của anh chàng này. Một tình huống mà quá bình tĩnh, đối phương giạt ra hai người double pick nhưng không sao cả. Và có vẻ như coach của các viên bên phía team NineZ khá đáng tiếc tình huống clutch 1v3 vừa rồi, khi mà rõ ràng cái tỷ lệ thắng ở dung round đấu trước đó của NineZ nó sẽ cao hơn bên phía Heroic rất nhiều. IE prediction trong tình huống vừa rồi chắc chắn chỉ dành cho vị trí của anh chàng của Refet, đó là 4% mà thôi. Nhưng mà đó là 4% vẫn thành công đến từ Refet, và bây giờ từ đội hình bên phía team NineZ
Với một tiếng nạt bom thành công, họ quyết định lên cho mình những khẩu súng to rồi, đó là những khẩu AK. Và trong tiếng này sút không nên đẩy nữa sẽ là lộ trần. Hãy cùng xem nào. Còn bên phía của team Heroic thì họ đã đẩy được cái khu vực lầu B rồi. Và bây giờ sẽ tách nhiều người khu vực bom xe mà thôi. Sút còn chủ động đẩy trả ra một quả smoke chain của Aram nữa. Vẫn rất là bình tĩnh đến từ em chàng Sút. Bây giờ thì các thành viên bên phía Rick họ chủ động ra mid để chiếm lại khu mid đồ, chứ họ không hề muốn đẩy lại khu vực lầu B. Liệu rằng cây liền có bắt được đó là anh chàng đứng ở khu vực góc vuông mid hay không đây? Đó là vị trí của Max. Góc đứng của Kaden là rất đẹp rồi. Mark bây giờ lắc ra và đặt tâm luôn. Nhưng mà đây là một tình huống Kaden đã lộ tiếng. Và liệu rằng Mark có lắc dài không? Đấy, như đây từ bắn lỗ skill đến từ cái tên của Mark Ree phép nghe tức bắn thẳng vào mồm Mark luôn. Và trong một round thi đấu như này, đội hình bên phía team NineZ đang bò trườn rất nhiều. Beat đã vào đến khu sandwich rồi. 3 ram và một lầu A. Liệu rằng với tướng vào bom xa ít ỏi bom này có thành công hay không đây? Một khẩu mới chạy bắn nhưng sút chỉ đổi được một mà thôi. Trong tối này T-Sid và Kaden mỗi người có một mạng, trước đó thì Choi cùng với DGT mỗi người có đổi được mạng. DGT quá yếu máu rồi. Và round thắng tiếp theo dành cho đội hình bên phía team Heroic. Và với để thua trong round thi đấu này thì Heroic sẽ thua thêm một round thi đấu nữa, bởi vì sau đó sẽ là round thi đấu Eco trắng đến từ các thành viên bên phía team NineZ team mà thôi. 3-0 khá là dễ dàng với Heroic. Một round thi đấu mà cây điền cùng với đó reset đã đẩy được khu vực lầu B rồi, lượng thông tin trả về là vô cùng nhiều và họ đưa ra một quyết định nó tôi thấy rất ít đội tuyển làm. Thường là họ đẩy lầu B thì họ sẽ giữ được cái khu vực lầu B đấy và để lại một người, nhưng mà bộ đôi này lại cố gắng là đi ra mid để chiếm được mid đồ luôn. Thế là coi như là trong cái round thi đấu vừa rồi họ chiếm được 2/3 map, và đến lúc này Zed họ đánh vào khu vực bom xe A thì đến lúc đó câu chuyện đã khác, thì mà tận 5 thành viên Heroic đang chờ đợi cơ. Và trở lại cái round đấu thứ 3 thì tôi nghĩ sẽ là 3-0 cho Rick, mà quan trọng là NineZ sẽ bắt được bao nhiêu súng đây. Nghe được một người nhảy trách đó là Starbun rồi nên là phải là quá đau ở đây. À đây, nhưng mà cái quả nết của refresh thì nó là quá chất lượng. Ở đây Starbun là có một refresh lại có 3 và chỉ còn lại mình anh chàng Choi chung lầu A mà thôi. Sút khả năng cao cho một cái mạng này nhấp nhá là rất dẻo đấy, nhưng mà Choi không thể nào thoát khỏi súng của Sút. Và 3-0, không mất đi bất kỳ một khẩu súng nào đến từ thành viên bên phía team Rick cả. Khá là dễ dàng dành cái đội hình bên phía Heroic, khi đây chỉ là một round thi đấu eco trắng dành cho các thiên bên phía NineZ team. Ra mid đồ nhưng với hai quả nết trả ra, một quả nết của Refet cực kỳ chất lượng. Double kill dành Refet ở trong tình huống ném nết vừa rồi. Hãy cùng xem trong round thi đấu full buy này các thiên bên phía NineZ team có trong những round thắng đầu tiên hay không đây. Còn nếu thua cái key round này nó sẽ là 5-0 dành cái đội hình bên phía Heroic. Họ rất chủ động smoke mid gần để có thể có một tình huống chiếm mid, nhưng bây giờ không có smoke khu vực đó là jungle là hơi khó. Vừa rồi tướng đẩy lầu khá là láo đến từ Refet. Suýt chút nữa thôi anh chàng Beat đã phải nằm xuống rồi, nhưng sau đó thì Refet lùi về thôi. Lầu B bây giờ sẽ là sự đối đầu giữa vị trí của anh chàng đó T-Seed cùng với Beat. Cùng xem nào, T-Seed đang muốn tận dụng quả smoke này nhưng mà phải tiến thêm đi. Đứng cái góc vừa rồi của T-Seed thì chắc chắn sẽ bị lộ chân. Góc đứng của T-Seed giờ đó là khá đẹp nha. Nếu như tình huống này Refet hút được đạn thì khả năng cao các thành viên bên phía team NineZ họ sẽ bị mất tập trung và bỏ quên anh chàng T-Seed này. T-Seed muốn đẩy thêm đã nhìn thấy chưa nhỉ, có vẻ như vị trí của đội trưởng Estator đã không nhìn thấy anh chàng T-Seed đẩy đến khu vực lầu B rồi. Và bây giờ thì Refet chủ động về bom xe để hỗ trợ những người đội của mình. Khu vực middle các thành viên bên phía NineZ họ cũng đã chiếm được rồi đó, nhưng bây giờ thời gian nó cứ trôi đi và những cái miếng đánh của họ thì vẫn chưa được đưa ra. Đội hình bên phía team NineZ team họ hầu khá là lâu rồi, khi mà thời gian còn đó là quá ít, 40 giây nữa. Bây giờ thì mid đồ cũng đang giải rác người, bom thì đang cầm về khu vực đó là Ram. Đây có lẽ sẽ một bài đánh lên bom xe A mà thôi. Connector hai player bên phía team NineZ team sẽ đi lên. Nhưng đây là một tình huống đang có người kế lại connector đó thì cái shoot. Blow away bắt đầu chạy tạo tiếng rồi T-Seed bắt chết vị trí anh nhà Esto ở nối. Bây giờ thì ôi thôi xong rồi, không check shoot. Mà trước đó thì mid cũng bị giờ đổi một, nhưng ở đây shoot đổi đôi hơi khó, trên lầu không thể làm gì được với khẩu AK cho tay của Sút. Và bây giờ thì thôi, xong rồi, bye bye cái tên của Try đi. Starvin sẽ có cho mình khẩu AWP này. Và chúng ta thấy rằng một trận thi đấu có thể bên phía team Heroic đang thể hiện khả năng bắn của họ từ ngay từ điểm ban đầu. Rất khó, mặc dù chúng ta thấy Esto là một tướng fake bomb side B mà thôi, nhưng mà Sút ở khu vực stair bắn quá tốt rồi, triple kill của Sút trong round thi đấu vừa rồi. Đây là map pick có thể bên phía team 2Z. Nhưng mà đối với Heroic thì họ cũng chả ngại cái mang đối Mirage này. Nhưng mà ở trong cái trận đấu ESL Heroic season 13 thì Heroic họ đã đè bẹp các thành viên bên phía team Gambit với cái tỷ số rất là sâu, 6-6 như vậy. Bây giờ sẽ rất là khó khăn rồi, khi mà có một khẩu Hero AK đến từ vị trí Estator.
liệu có làm được gì không đến từ player người Tây Ban Nha này. Bò trườn với khẩu AK duy nhất trong tay, nhưng bây giờ thì không được rồi. Kingsit đã kê sau quả smoke, khẩu AK đã rời và đội hình bên phía United Team chỉ còn lại những khẩu Deagle mà thôi. Khó khăn là rất lớn và có lẽ sẽ là 5-0 dễ dàng thành Heroic. Team vẫn đang cố gắng đục đẽo gây khó dễ trên vực lầu B và đã nhặt lại được khẩu AK đến từ trang Beat rồi. Cứ là bình tĩnh đến từ thành viên bên phía Team Heroic mà thôi, họ không hề quá vội vàng cả. Đội hình của họ bây giờ đang đó là 3B, 1 mid và 1 A. Vẫn rất chuẩn bài chứ họ không hề có những cái tình huống mà đẩy quá láo ở những cái round thi đấu mà có thể sẽ có những tình huống đột phá như những cái round thi đấu mà đối phương hát bài hay là phóc bài như thế này. 45 giây và bom xe B bây giờ sẽ là khó khăn nhà. Họ không hề có flash và bây giờ nhấp nhá ra, cây điền đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà T-Sit đã có cho mình cái double kill và bây giờ thì bắn vẩy ốp trượt đến cây điền nhưng vẫn còn đó là T-Sit, và T-Sit có cho mình cái quadra kill rồi, không thể có A tình huống vừa rồi. Khả năng cao là trừ 9 mấy đến từ ví dụ trai, rất đáng tiếc cho T-Sit. Nhưng không sao cả, nó vẫn sẽ là một cái round thắng dành cho các viên bên phía team Heroic mà thôi. Rất dễ dàng. 5-0, logo Heroic đã on fire rồi. Bây giờ thì NZ Team có cho mình cái lượng lot bonus là mắc bình 3.400 đô mỗi round thi đấu để thua trước đến bên phía team Heroic. Đây sẽ là round thi đấu full bài tiếp theo mà thôi, và chúng ta thấy rằng Esto cùng với DGT đang bắn khá là thọt trong đội hình có thể bên phía team NZ Team, và chưa kể Mark cũng đang là người ăn chay trong tình huống này. Bây giờ làm một bài tràn mít nhanh, nhưng liệu rằng có tràn hay không đây. Góc đứng này sẽ là người có lợi thế hơn, đó là cái tên của Troy Starvin. Liệu rằng có bị spam xuống hay không đây. Đường connector là rất hẹp, và bây giờ thì cuối cùng thì Troy đã bắt đi chứ Starvin thành công rồi. Trong một tình huống mà bây giờ thì Refet đang bắn được hook shot, liệu rằng có bị phát hiện ra hay không đây. Beat đã xuống được hook, đó là chân jungle rồi. Bây giờ thì các thành viên bên phía của team Heroic họ đang chủ động muốn đẩy người ra, nhưng mà bên phía NZ thì họ vẫn cứ bình tĩnh thôi. Mid đồ đã được chiếm rồi. Lần này là có một quả smoke chain có catwalk đến từ vị trí của anh chàng cây điền để hỗ trợ phần nào Refresh, và bây giờ Refresh sẽ bắt được người mà mang tên Beat, được Estor của ra bắt được Sus rồi. Một tình huống đẩy ram không quá thành công đến từ Sus, và bây giờ DGT cố gắng tanh vào bom xe A, và trong bom xe A đó là T-Sit. Có ai check T-Sit hay không đây? Có check T-Sit, nhưng T-Sit mới là người có mạng cơ, cần có người hộ giá. Mark đã bắt được Refresh rồi, T-Sit vẫn gây khó dễ đây. Thời gian còn là nhiều để cho con viên bên phía team NZ có thể vào đặt bom, nhưng bây giờ thì cây đần bắn trượt nhiều quá, và bây giờ bắn trượt đến tiếp theo đến từ các viên của bên kia Heroic, và T-Sit bây giờ lại đẩy ra, và T-Sit bắt được một người nhưng cũng chỉ là một mà thôi. Một vs hai đến từ cây điền sẽ là khó dành cho cây điền rồi, nhưng đây là một trận thi đấu của bên phía team Heroic vẫn đang có lợi thế, và cây điền sẽ kề chết góc này. Nhưng đó thì cũng giạt ra bắn quá tốt đến từ Mark, và có vẻ như Mark đã bắt đầu muốn chơi game rồi chứ không gọi là Mark quá thọt nữa rồi. Khi chúng ta thấy rằng 005 đến từ anh chàng này, và đây cũng là round thắng đầu tiên dành cho đội hình bên phía team NZ Team. Một tình huống mà T-Sit đã rất cố gắng trong khu vực bom site A, nhưng mà Mark đã lên tiếng một cái double kill dành cho mình. Đây là một tình huống mà các viên bên phía team NZ họ biết rằng đồng đội của mình chết ở khu vực đó là từ lầu A nhảy xuống. Họ chủ động đó là cố gắng di chuyển cục bom xe B luôn. Họ không hề cố gắng lao đầu trong cái chỗ chết làm cái gì cả. Cứ đường nào dễ thì họ đi vào. Và bây giờ NZ có cho mình đó là một quyền tackle Tama đầu tiên. Hãy cùng xem nào. Liệu sau quyền tackle Tama có một cái kịch bản xoay chiều dành cho các viên bên phía team NZ hay không đây. Refresh của người của mình sẽ còn một lượng tiền khá khá để có thể buy ít nhất ở trong round đấu này. Và đây sẽ là một key round quan trọng cho họ. Nếu họ để thua thì ở round đấu sau khả năng cao sẽ phải là half buy, và thậm chí là eco. Round thắng đầu tiên đã có dành cho đội hình bên phía team NZ Team rồi. Nhưng bây giờ nên nhớ điều lượng tiền bên phía Heroic là còn rất nhiều. Đó là Kaden và Starvin. Double orb trong round thứ này đã thành công. Đây cũng đẩy hơi cục đến từ shoot, nhưng không sao cả khi defense bắt lên Mark ở middle. Hơi khó dành cho bộ đôi còn lại bên phía team NZ Team. Esto và Beat 2v4. Góc kê của Kaden vẫn đang quá đẹp, và double kill của Starvin rồi. Esto 1v4 clutch. Tôi không nghĩ rằng anh chàng này có thể làm được. Trên người anh chàng này còn cho mình đó là hai quả flash cùng với đó một quả lửa. Nhưng mới ở góc đứng như này tôi nghĩ rằng không đi qua được khẩu orb trong tay của Kaden đâu. Kaden đã chủ động lùi về của City rồi, cực kỳ an toàn mà thôi. Bởi vì là vị trí của T-Sit đã đẩy được đến đó là khu vực T-Bay rồi. Và nếu như S-Tor chỉ có một cái độc tĩnh chạy về của bom xe B thôi thì tỷ số nó sẽ là 6-1 dành cho Heroic. Tôi nghĩ rằng S-Tor chúng ta sẽ không làm được gì quá nhiều đâu.
Và bây giờ đã nhìn thấy chọc đầu và T-Sit bây giờ bắn đinh một phát thì ném ra ngay quả nết và đó chết luôn Estor. Quá là quái đến từ T-Sit. Rất gọn đến từ vị trí T-Sit. Những tình huống mà ném nết chết người cuối cùng hoặc là ném nết chết người thôi. Đó những tình huống tôi đánh giá là gọn. Và đây là một tình huống Kayden bắn rất ảo. Bắn nì cũng nhanh chóng và đặt tầm thì cũng chuẩn xác đến từ cái tên Kayden. Và chúng ta đã biết rồi đấy, không phải ngẫu nhiên mà các thành viên Heroic có trong cái chức vô địch của ESL Season 13 đâu. Có vẻ như NineZ Team, chú ngựa ô của giải thi đấu Blood Premier Showdown này thì sẽ cố gắng hơn rất nhiều đấy. Rõ ràng chặng đường họ trên cái map đấu Mirage này sẽ rất là dài. Map đấu thứ hai. Không thật ra nghĩ rằng Heroic đang muốn cho con đường ngắn lại. Nhưng ngắn lại dành cho Heroic thì tôi nghĩ rằng hơi khó. Bên phía team này, team Z họ đang muốn điều gì đó. Bởi vì họ dù sao đánh được một số những cái tên gọi là máu mặt rồi. Đúng. Vitality cơ mà. Đúng. Để bước vào vòng thi đấu này. Nhưng bây giờ thì họ đang gặp các thế bên phía Heroic 6-1 là tỷ số hiện tại. Một round thiếu duy nhất mà thôi. Và bây giờ thì sẽ như thế nào đây? Shoot là một cái cây cương lầu A. Bỏ đi rồi. Các thế bên phía team NineZ Team đang có tình huống bách ngược về bom sai A thì phải. Bách về bom sai A. Bạn nghĩ ông thì ông set bài và bom xe A một cách cơ bản hay không đây? Có đó là 4 quả smoke, một quả flash để tanh vào và quả lửa với lượng bom mìn này và bom xe A nó sẽ là chơi được. Nhưng mà có vẻ như là họ không muốn set bài A mà họ muốn nhảy lầu A này đúng hơn. Nhảy lầu A trong thi đấu này khả năng cao sẽ gặp khó. Khi mà Refresh không có một khẩu AK đứng jungle và Sus thì đã nghe được rồi. Và DDGT không ai check under Palace cả, mắc có một. Nhưng mà Refresh cũng đã có cái mạng của Beat. Tình huống đưa về là 4v3. Rõ ràng các viên bên phía của team 2Z họ sẽ cần những quả bom trong tình huống vừa rồi. Nhưng họ đã không làm thế. Và bây giờ thì đối phương đã về được hết khu vực CT rồi. Ở đây Kayden bắt được anh chàng Troy và đang bị đục đẽo nhưng không sao cả. Cái tường này quá dày. Quả bây giờ đó là quả bom không được thành công bởi vì Refresh lại còn về khu connector cơ. Lại là một S-Storm tình huống mà 1v2. Thực ra là 1v4 nhưng họ đã giết được hai rồi. Bây giờ Estor liệu muốn giết được ai thì không đây. Ở đây Estor không thể làm đôi mặc dù đối phương có tình huống kẻ chỉ. Nhưng mà không sao cả. Các thành viên bên phía team Heroic họ đã có tình huống double pick tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên double pick sẽ tốt hơn rồi bởi vì đó là một tình huống mà hai bắn một mà không chột thì cũng què, các cụ đã nói rồi. Và trong tình huống này thì Refresh cùng với đó cái tên của Shoot cũng đã cố gắng rất nhiều để thủ bom xe A. Chúng ta nhìn xem một tình huống mà line up thẳng hàng nhưng mà quá nhanh chóng đến từ bộ đôi T-Seed và Starven. Và bây giờ thì 7-1 rồi. Và có lẽ sẽ là 8-1 mà thôi. Round thi đấu đang muốn tràn lên bom xe ư. Nhưng mà đây chỉ là những khẩu Tech 9, Deagle và Mark 10 trong tay của Mark. Mark chơi một khẩu Mark 10 và đi đầu luôn. Đến từ Mark và nằm xuống cũng đầu tiên luôn. Đúng là man dead mà. Và bây giờ thì Shoot có mình mạng tiếp theo rồi. Beat đang ở đây. Shoot có double kill, Shoot có triple kill. Và chỉ có lẽ giết cái tên là Try mà thôi. Và chúng ta chuẩn bị có vị trí của anh chàng Night Try rồi. Quá khó thì cho ai khi trên tay chỉ là một khẩu, đó là Glock. Nét đang nhồi vào, gần như anh chàng này không thể làm gì được cả. Đối phương sẽ đẩy vào sớm thôi. Và bây giờ thì Glock bắn phải 3 viên vào đầu vì mới chết. Không có viên nào trúng xác đến từ chỉ có cho ai. Này cho ai là cái đội hình bên phía team này ZT. Phải nói thật là hiệu lệnh họ đang càn quét. Họ đang áp đảo hoàn toàn với các thành viên bên phía team này Z. Có vẻ như này Z không hề có một cái sự phản kháng nào quá quyết liệt cả. Nhìn cốt giác của bên phía NineZ mặt có vẻ hơi buồn rồi. Rõ ràng Heroic là một đối thủ nó cực kỳ sừng sỏ và ở cái thời điểm hiện tại nó mạnh hơn Vitality rất nhiều. Chính xác rồi, bởi chúng ta biết rằng ai là người vô địch mà. Đúng rồi. Người vô địch sẽ ta chỉ quan tâm đến người vô địch thôi. Chỉ quan tâm đến người cuối cùng là ai thôi, không người ta không quan tâm những kẻ được gọi là bại tướng đâu. Đây là điều tôi chắc chắn khẳng định với anh em như vậy. Bây giờ thì 8-1 dành cho bên phía team Heroic. Và đây là map pick của các thành viên phía NineZ nha. Nếu mà họ để thua trong map thi đấu này, trông có vẻ chuẩn bị thua lắm. Tôi nghĩ rằng sang map thi đấu tiếp theo, map pick của các thành viên bên phía team Heroic sẽ rất khó khăn dành cho họ. Bây giờ hãy cùng xem lượng tiền luôn luôn ở cái mức báo động thôi. Chúng ta vừa thấy rằng đem về một round thắng, sau đó thì lại reset về lượng tiền ban đầu. Nghe như kiểu thắng cũng như không vậy. Và thực sự mà nói các thành viên bên phía của team NineZ, họ phải cố gắng rất nhiều đây. Vừa rồi DGT muốn đẩy ra đó khu vực lầu A nhưng mà bị đó là vị trí của ai đó bắn cho còn gì còn 25 HP, nhưng mà Try out of Starven rồi. Một tình huống mà kê ốp trì hơn đến từ anh chàng Try và cây điền lại kê ốp ra. Và đây sẽ là cái cơ hội để cho NineZ Team có được cái round thắng thứ hai hay chăng đây. Các đội viên bên phía Rick họ đang thừa thắng xông lên nhưng mà những tình huống đẩy của họ thì có vẻ là đi hơi quá sâu rồi. Nhưng mà Refresh tình huống này reaction quá nhanh.
và đem về một chút, đó là cơ hội dành cho các huấn luyện viên phía team Munich. Và tình huống bây giờ nó sẽ là 3 vs 4, beat Mexico. Trận thi đấu này cũng đang bắn khá là thọt nha. Chúng ta thấy rằng T-Sit đang là player bắn kẹp bóng sai B cùng với shoot, và bây giờ T-Sit đã bị lửa đốt rồi. Nhưng vẫn còn nó shoot một quả smoke trả ra rất khó chịu đến từ cái T-Sit, nhưng không được rồi. Beat đã có một tình spam quá tốt, và bây giờ thì chỉ còn lại duy cái tên shoot mà thôi. Shoot đang đợi người đồng đội Mac về mà không kịp rồi. Refit 1 vs 3 trong tình huống này, liệu rằng Refit có thể làm được không đây, hay sẽ là round tiếp theo dành cho đội hình bên phía team Night Z Team. Tiếng bò trần là tốt nhưng không được rồi, đó là cái tên Esto và cái double kill của mình. Vậy là lại một tình huống đưa về từ bonus 4 round thua thành 3 round thi đấu thôi. Những cái tình huống mà các đội viên bên phía Rick họ chủ động đẩy ra, và Night Z Team thì họ cũng không phải là gã tay mờ, chú gã mờ mà lại không thể bắn được cái tình huống như thế. Và tỷ số được rút ngắn đó là 2-8 dành cho các đội viên bên phía team Night Z rồi. Kịch bản đẹp nhất sẽ là thắng thêm 5 nào đầu nữa để kết thúc lượt first up, đó là 7-8 bên phía Tisa. Mà đây thì cây điền trắng xóa thì phải, nhưng mà vẫn hạ gục được, đó là chàng trai chớp rồi, người trắng chắc chắn là trai. Người trắng hơn rất nhiều, đó là trai. First pick tốt đến thì Kaden, và bây giờ thì shoot bắn vào đầu của Mark và DGT. Ngày hôm nay shoot bắn quá kinh khủng cho đội các thành viên bên phía Heroic rồi. Và những ngày thi đấu mà các thành viên bên phía Heroic họ bay đều nên tôi sợ rằng bên phía team Night Z Team không phải là đối thủ. Bây giờ thì 2 vs 5 rồi, ở cái khoảng thời gian đó là 1 phút 20 giây, và gần như đường về là không còn. Esto chỉ đổi được một mạng trong tình huống này mà thôi, và chỉ loại giết một cái tên Beat. Beat phát hiện vị trí rồi, Beat bắn quá thọt, 30, và cũng không khác gì đó là 12 dành cho đội hình bên phía team Heroic cả. Rõ ràng cơ hội để lên 12 nó là có, và đội hình của Heroic họ một khi đã bay đều thì họ chỉ có thể là bay cao, chứ không bao giờ gọi là bay kiểu lưng thưng cả. Khó rồi, khó cho Night Z rồi. Bắn toàn là mặt đến từ cái thành bên phía team Heroic mà thôi. Hết tiền rồi, và bây giờ thì Night Z Team có để cho cái dự đoán của tôi đó là 12 thành công hay không đây, hay chúng ta sẽ có round thắng thứ 3 dành cho họ. Và nếu thua trong kỳ round tiếp theo như thế này, tôi nghĩ rằng ui trời ơi, đẩy cục quá đến từ Refet rồi. Bay thật nhiều đến từ anh chàng này thôi. Và Mark không còn cách gì ngoài cái chết ạ. Trời đất ạ, địch tìm đến tận nhà để bắn chết vị trí của Mark. Và bây giờ thì đi qua smoke. T-Sit chủ động là lùi về đây theo từng bắn chỏm đầu đến từ vị trí T-Sit. Bây giờ thì T-Sit ném một quả nết và chạy đường chạy về của anh chàng Beat. Nó thế nhuốm thêm cái máu của anh ta nữa. Cái quả nết nó cũng khá là đau nha. 27 HP. À xin lỗi các bạn, đã 37 HP. Và bây giờ thì S-Tor sẽ phải check lại không biết đồ này. Không phải refresh đẩy nữa, mà Sus mới là người kê của top mid cơ. Bắn phải chiếm đến tận nửa map đến các viên biệt Heroic như này, áp đảo đến như vậy. Kiểu cảm giác như là nhiệm vụ có thêm bên phía team Heroic ở bên City là tìm xem T-Sai ở đâu ấy. Đúng rồi. Chúng ta thấy tình huống run boot này, tôi là nghĩ chết rồi. Là chắc chắn là chết rồi. Hãy cùng xem nào, cho ai này Troy dành cho vị trí của Troy. Và bây giờ thì double kill là có dành cho Refet rồi. DC thì chỉ đổi được một mạng thì thôi, kéo off đến từ vị trí Kaden ở khu vực underpass. Và chắc là một điều đối phương không thời gian, nhưng Beat là người hỗ trợ anh chàng đồng đội của mình rất nhanh chóng. DGT và Beat 2 vs 3 từ hướng này, nhưng mà góc kê của Refet đây sẽ là tiếng bắn chỏm đầu đến từ Refet. Hãy cùng xem nào, chuẩn bị nhìn thấy rồi đây. Và bây giờ thì Refet là người bắn sau, nhưng lại là người có mạng từ hướng này, và DGT ở khu vực nối gần như sẽ không thể làm gì được khi mà Ram vẫn đang còn người. 1 vs 3 dành cho DGT. Anh chàng đã có số cây đây của mình, đó là 2011. Rất thọt. Round thi đấu này liệu rằng có thể thành, đó là thổi sòng rồi. Đặt bom lấy tiền, liệu rằng có kịp hay không đây. Vậy là kịp. Ôi không kịp luôn. Quá là ác độc đến từ đội hình bên phía team Heroic đi mà. Để cho người ta đặt bom đi làm sao. Người ta chỉ đặt đặt xuống đất thôi là nó xong rồi. Nhưng mà vẫn lên để chết người ta. Sao lại thế? Đây là một tình huống mà chết ở trên trời từ Troy thì rất là thảm hại đến từ Troy. Đúng là Night Troy mà. Nhưng cũng phải đáng khen rằng sút ở trong trận đấu này bắn quá bay, những tình huống bắn chúng ta toàn mồm ạ. Ước gì là được xem cái hệ số headshot của sút ở trong 12 round đấu vừa rồi là bao nhiêu. Nhưng mà nhìn kìa, Refet ADN 141, sút thì cũng được 120 mấy, 121, 122 gì đấy. Nó là quá mạnh rồi.
biết là các anh mạnh rồi, biết các anh vừa vô địch rồi, nhưng mà bây giờ gặp Nine Set Team, một team đang đánh giá là ngựa ô, ít nhất phải cho người ta thở chứ. Vừa phải phải thôi. Ừ, cái tình huống đặt bom như thế rồi đến tôi với cả bạn Việt ộp đây cũng nghĩ là ừ, thôi có thể đặt bom được. Nhưng một quả nết quá đáng sợ đến từ team bên phía team Heroic. Bây giờ Starven ra ta bắn thẳng bom bit rồi, và sau đó thì sút bắn vào vị trí anh em DGT, toàn là bắn vào mặt mà thôi. TC đây cũng có mạng Revet hạ gục đi mark thành công và try, Nine try dành anh chàng này. 44 HP ở cái khoảng thời gian nó 1 phút 20 giây. Khẩu Deagle code red trên tay. Code red anh em biết là gì không? Đó là một cái báo hiệu để gọi cứu viện đấy, hoặc là cái gì đó khó khăn đấy. Nhưng bây giờ thì có vẻ như khẩu ốp này chuẩn bị rơi xuống rồi. Đối phương đứng quá đẹp, và đó là mạng tiếp theo dành cho cái tên của Shoot. 11-2 dành cho đội hình bên phía team Heroic. Quá thở. Bây giờ thì có lẽ các thành viên bên phía team Nine Z Team nên liên hệ ngay với tôi ship cho 2 bình oxy, 5 bình luôn. Ừ, 5 bình, mỗi ông 1 bình. Mỗi 1 bình, 2 bình là không 2 đủ. 2 bình không đủ, có khi phải 6 bình cho cả coach nữa. Bắn xong map này nó là 6 bình. Ờ, thế thì càng thật sự. Thế thì công nhận là các thành viên bên phía team Nine Z Team gặp một con quái vật thật. Khi mà Heroic chúng ta đánh giá từ ban đầu là đây là lúc Heroic đang có cái phong độ cao nhất của họ. Họ vừa giành được chức vô địch và họ cứ băng băng đem về cho mình trận thắng mà thôi. Lần này lại là một tình huống run boot tiếp theo. Liệu rằng Choi có phải nằm xuống không đây? Ui trời, lần này thì không phải nằm xuống rồi. Nhưng mà trên lầu tôi sợ rằng sẽ là một tình huống có mạng dành cho cái tên Kayden. Bây giờ Kayden đang bò tìm đối phương sau những cái cột này vào đây rồi. Kayden đã thấy nhưng không thể bắn chết được anh chàng này, và quyết định là sủi cái anh chàng Kayden. Quyết định hợp lý mà thôi. Nhưng mà Ram bây giờ sẽ có một tướng đẩy hơi khó. Info đang thuộc về các thành viên bên phía team Heroic là nhiều hơn bao giờ hết. Chính xác, Sus lần này đã đẩy được khu vực Ram rồi. Và bây giờ thì hãy xem là lựa chọn của bên phía Heroic di chuyển là như thế nào đây. Họ vẫn đang giữ đó là 3A và để 2B. Middle thì hiện tại vẫn để cho bên phía này giai đoạn chiếm đã. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, 13 round đấu trôi qua, những cái round đấu nào mà Nine Z đã chiếm được đó là khu vực Middle thì cái kịch bản nó thường xảy ra đó là thua. Và bây giờ thì bò lên đó khu vực Connector đến thành viên bên phía team Nine Z. Và bây giờ DGT đã đẩy được đó khu vực lầu A rồi. Sút đã nhìn thấy một người, nhưng mà mắc ở và S-Store đây. Mỗi người làm một cây điểm đầy hạ một bit. Và S-Store có mình cái double kill rồi. Bom xe A bây giờ đã clear. Có vẻ kịch bản nó là khác ở trong cái round thi đấu này. Chính xác, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng 11 round thắng của các thành viên bên phía Heroic. Và round tiểu sau sẽ là round tiểu cuối cùng là tiểu Frap ở đây. Mark bắt tên với của Starven nữa, chỉ còn lại những cái tên T-Seed mà thôi. T-Seed lại cố bắt nhiều súng nhất có thể tiểu này, bởi vì lượng tiền là quá nhiều rồi. Bây giờ T-Seed bắt được một rồi, liệu rằng có thể bắt được hơn hay không đây. Một tình huống mà nếu clutch được nó sẽ là quá tốt dành cho vị trí có thể bên phía team Heroic. Nhưng thế thì hơi quá, thật sự là hơi quá, nên để cho Nine Z team thở một chút đi. Tôi sợ rằng trong tình huống này T-Seed đang muốn bắt thêm người, nhưng tình huống đổi súng có vẻ như không đúng timing rồi. Thôi hết rồi. Và đó là round thứ 3 dành cho đội hình bên phía team Nine Z team. Nhưng round sau vẫn sẽ là full bài đầy đủ dành cho đội hình bên phía team Heroic. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Round đấu cuối cùng của lượt first half. Và chúc mừng Nine Z, họ đã có 3 lần đấm tay. Và hy vọng rằng là ở round đấu sau khi kết thúc họ sẽ có 4 lần. Em để ý một điều như nào, đó là nếu mà Esto cùng với đó là Mark bay mà có mạng thì gần như các thành viên bên phía team Nine Z team sẽ đem về round thắng đây. Esto là player đang bắn bay nhất đội hình bên phía team Nine Z team đây. 10 frag mà nằm xuống 12 lần vẫn được tính là thọt. Những lúc nào Esto bay thì gần như sẽ là có mạng. Bây giờ thì Kayden sẽ có muốn bắn theo timing mà thôi. Cùng xem nào, hai quả smoke tre đi cùng jungle cũng như nối vừa rồi. Một tiếng spam khá là ảo diệu đến từ đội hình bên phía team này ZT. Khẩu AFP trong tay của Choi, nhưng bây giờ sấy quá tốt đến từ refresh rồi. Mark đổi mạng người đồng đội mình rất nhanh chóng mà thôi, đưa về tướng 4 với quả nết khá đau dành cho Esto cùng với anh chàng Bin. Và đội hình này lên lùi về, lùi sâu vào Esto bây giờ chết chay LB, nó sẽ là một cái gì đó cực kỳ tai hại dành đội hình bên phía team Nine Z team. Phải nói rằng Heroic họ đang đưa ra một cái lối đánh vô cùng chủ động luôn. LB lại đẩy một lần nữa rồi. Và bây giờ thì bỏ lại đó là anh chàng Kayden với một khẩu ốp để canh nó là khu vực LB mà thôi. Và T-Seed bây giờ sẽ có thừa cơ để có thể di chuyển về đó là khu vực bom xa để hỗ trợ những người bạn của mình. Và có vẻ như các thành viên bên phía của team Nine Z họ sẽ muốn đi vào khu bom xa trong lần này hay sao đây. Tôi mà thấy đó là anh chàng DGT đang đó là đứng ở khu ARAM rồi. Nhưng mà nếu đây mà đứng vào bom xa nó sẽ hơi khó khăn, bởi vì chỉ còn duy nhất một quả smoke trong tay của Mark thôi. Bên phía team Nine Z team họ mất quá nhiều smoke ở khu middle này, và bây giờ thì lên bom xa chỉ có thể là chàn chay hoặc sẽ là buff flash lên để có thể có tình huống chết kill thành công. Nhưng bây giờ góc đứng cực kỳ là cưng skill đến từ tài năng trẻ người Việt gốc cây này, Starven.
Hãy cùng xem nào, quả sốc trả ra, quả sốc trả ra khá là duỗi. Và Starvin sẽ căn thăm mình đi qua quả sốc này không hay. Nhưng Kaiden có mình bằng Esto, Starvin đi qua có mình double kill. Bom đang rơi vào đây, không phải là triple kill. Nhưng mà DZT cũng chỉ còn lại 56 HP và thôi, và dễ dàng đem về ra thằng cuối cùng, giành đội hình bên phía team Eric. Và tỷ số ở lượt thiếu phát áp đó sẽ là 12-3. Và anh em chúng tôi xin phép nghỉ giải lao trong ít phút để chuẩn bị đến lượt thiếu second half thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến lượt thi đấu second half thôi, khi mà tạm thời các tuyến bên phía team Heroic đang dẫn trước đối phương đó là 9 round thi đấu liên tiếp, một con số không hề nhỏ một chút nào dành cho Nine Z Team cả. Và bây giờ chúng ta thấy rằng Nine Z Team đang có mình city side, và liệu rằng nếu họ chỉ cần để thua trong bitter nào thôi thì họ sẽ chấm hết luôn ở trong round thi đấu đầu tiên này. Vâng, có thể chuyện đó sẽ xảy ra nhà các thành viên bên phía Heroic họ vào bom xe như là đi chợ vậy, vẫn chưa gặp các thành viên bên phía team Nine Z bất kể ở chỗ nào cả. Và bây giờ T-Sit vừa gặp một người bắn chết luôn, cực kỳ cú súc từ T-Sit, và bây giờ sút có đôi. Trời ạ, bắn như thế này làm sao các thành viên bên phía team Nine Z có thể thở được đây. Rõ ràng sẽ cần rất nhiều mặt nạ dưỡng khí sau khi cái map thi đấu đầu tiên này kết thúc, và khả năng cao Heroic họ sẽ ăn được cái map đấu pistol này. Bài hát của Phạm Quý Anh là gì đấy? Không thở được, không thở được, không thể thở được. Khi mà đây là một tình huống pistol round, không có quá nhiều gì đặc sắc, đó là đội hình bên phía team Heroic họ chạy và bắn vào mặt đối phương thôi. Chúng ta không thấy những bài setup, không thấy những quả buff flash gì cả đây. Bắn toàn là mặt đến từ shoot, T-Seed và những player còn lại trong đội hình các thành viên Heroic. Có khác gì được, Heroic họ đang đi smurf đâu mà. Ừ, đúng thật, trận thi đấu đúng như kiểu fake it level 10 với cả bắn với cả FPL ấy. Đúng thật.
chúng ta thấy rằng cái team bên phía United team dẫu sao đến cái thời điểm hiện tại thì họ đã rất cố gắng trong cái giải đấu Black Premier Showdown chúng ta rồi, Spring Showdown. Và chúng ta thấy rằng câu chuyện lại là những round cách biệt thôi, 10 round thắng trước thời điểm bên phía United team. Và trong tình huống này thì thôi, Esto không thể lùi về được rồi với quả lửa trả ra. Và trong tình huống này nữa thì DCT cũng đang rất yếu trong bom xe B. Và đây có lẽ sẽ là tình huống vào bom xe B sớm thôi đến từ đỉnh bên phía team Heroic. Hãy cùng xem nào, round đầu trước đi chợ ở bom xe A, liệu rằng là có đi chợ ở bom xe B hay không đây. Các thành viên bên phía team 2Z thì họ đã đang chủ động bắt bài ba người vô bom xe B rồi. Và để lại mình chẳng mắc ở vô bom xe A mà thôi. Nhưng nếu bây giờ mắc mà nằm thì như rằng các viên bên phía team 2Z họ sẽ để thua. Và bây giờ thì gọi thêm cả mắc về nữa. Rõ ràng là anh em tao yếu nhưng mà là anh em tao đông, không sao cả. Các thành viên bên phía team Heroic thì họ đang muốn di chuyển vô bom xe A. Bom xe A thì các viên bên IT họ trả Nize, họ không có bất kỳ một ai cả. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là round thứ 14 cho họ mà thôi. Quá khó cho Nize rồi. Round đầu sau sẽ một round đấu mà Nize họ sẽ giữ nguyên những khẩu Deagle, giữ nguyên khẩu Scout trên tay của Try. Và hy vọng rằng round đầu sau Heroic họ sẽ nhả nhẹ ra một tí. Thực ra là bây giờ chúng ta không phải là đánh giá trình độ thì bên phía team Nize team họ thấp, bởi họ thắng được cả Vitality mà có lẽ ngày hôm nay Heroic họ bay quá mà thôi. Đúng. Khi mà đây đã là round thi đấu thứ 27 rồi. Nhưng trong, xin lỗi các bạn, đó là 17. Nhưng mà trong 17 round thi đấu đó là 13 round thắng dành cho các thành viên bên phía team Heroic. 14 thì đúng hơn, tính cả round thi đấu này. Thật sự là quá khó khăn dành cho Nize team. Và bây giờ cũng chỉ còn cách cái match point là một round thi đấu nữa thôi. Thì liệu rằng bên phía team Nize team lấy cái gì ra để cản cái team bên phía Heroic đây? Cản đi ngôi vương, cản đi ông vua của ESL Paris Season 13. Cùng xem đọc số thứ này, Trai đã phải là người đầu tiên đọc số tiếp theo đó là Bit. Nhưng mà DGT chúng ta đổi 4 DGT có thôi. Vâng, rõ ràng là các viên bên phía team 9Z họ là những player có tay. Và những tình huống bắn DE của họ nó cũng là chất lượng đó. Nhưng mà xét về cái mặt tỷ số thì nó đang không hề có lợi một chút nào cho các viên bên phía team 9Z cả. Hãy xem 14-3. Bây giờ thì đội hình bên phía team 9Z team chỉ có cho mình những khẩu Deagle trên tay và chưa kể là không có giáp trên người. Nhìn xem Try đang là Eco trắng kia kìa. Khẩu USB mà thôi. Và chúng ta hãy cùng xem nào liệu rằng có thể làm được gì hay không đây. Rất khó khăn dành đội hình bên phía team 9Z team rồi. Và nếu để thua trong round thi đấu này họ sẽ chuẩn bị đi cứu cho mình đó là 12 cái match point. Bây giờ thì Try, ôi trời đất ạ, đó là những tự bắn USB quá chuẩn xác đến từ vị trí của Try. Có về cái đầu của Kayden rồi. Bây giờ thì lợi thế người đang có dành cho đội hình phía phía team này sẽ tìm khi cả Esto cũng đã bắn vào vùng chỉ của shoot nữa. Refet còn nửa máu nhưng còn Deagle là quá khét đến từ player bên phía team này sẽ tìm. Esto có double kill và bây giờ thì beat hạng của TC thành công và chỉ còn lại duy cái tên đó Starven mà thôi, và không để mất bất cứ ai cả đến từ đội hình bên phía team này sẽ tìm. Một tình huống shopping thoải mái đến từ đội hình bên phía team này sẽ tìm khi mà Heroic không thể kết thúc họ, mặc dù đây chỉ là những khẩu súng USB. USB không giáp Eco trắng đến từ chiếc của Try. Vâng, đúng như những gì Try đã thấy thì khi đạp S-Stop bay thì các thành viên bên phía team 9Z họ sẽ giành chiến thắng. Bắn đến 12 mạng ở trong đó là 18 round đấu rồi, có thể chấp nhận được đến từ vị trí anh chàng S-Stop. Và bây giờ thì Heroic họ sẽ bị đẩy vào thế yếu tiền. Họ đang có hai khẩu AK trên người khi chiếc cũng được cây điện, và bây giờ ra beat bắn nhau. Và TC có một rồi nhưng mà beat cũng như trải được có một, và beat bây giờ đã có hai. Một tình huống control spray là tốt đến từ vị trí của beat với cái double kill middle như này. Và khẩu AK duy nhất đến từ bên phía team Heroic đã rơi rồi. Refit, Refet và Starburn, hai player còn lại sẽ là rất khó. Có lẽ sẽ là 5-14 dành bên phía team 9Z team rồi. Có thể luôn đó sẽ là 6-14 bởi vì round sau Heroic hết tiền rồi. Chính xác, hết tiền là phải Eco. Mà hết Eco round đấu sau thì chắc chắn nó sẽ là phải thêm một round đấu nữa cơ thì mới có thể đủ tiền mua AK được. Và bây giờ refresh thì có đó là Starven chủ động xếp cho mình đó những quả AK mà thôi. Và 9Z họ lên được con số 5 rồi. Có vẻ sang bên TT side thì các thành viên bên về team 9Z họ đã có những tình huống bắn tốt hơn rất nhiều. Chứ kể lối bắn của họ tôi thấy cũng là chủ động. 52 giây, liệu refresh cùng với đó là Starven có muốn làm gì ở trong round thi đấu này hay không đây. Quả bom vẫn được cầm ở trên tay của anh chàng Starven và cũng là một quả flash đang ở trong túi của anh ta. Nhưng mà ở đây Estor một tình huống bình cường skill và Estor là người chiến thắng Starven, nhưng mà refresh thì không. DCT ở đây, DCT có cái mạng của refresh và tỷ số nó là 54 được rút ngắn cho các viên bên phía của team
Này Z rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến round thằng thứ 6 ở trên Night Z team thôi. Khi mà round thiếu này các tên Heric đã hết tiền rồi. Comeback thôi nào, comeback thôi nào các tên bên phía Night Z team ơi. Họ đã làm được trước các tên bên phía Vitality cơ mà. Không điều gì là không thể dành bên phía team Night Z team cả. Và tôi vẫn đang tin điều đó. Và các tên bên phía team Heric họ cũng chỉ còn cách cái match point là một round thiếu duy nhất nữa thôi. Cơ hội để kết thúc cái map pick của thành viên bên phía team Night Z team vẫn đang rất lớn dành cho đội hình bên phía team Heric. Hãy cùng xem nào. Khả năng cao Night Z họ sẽ có cho mình đó là round thứ 6 mà thôi. Vừa rồi tình huống này refresh băng vào lửa và chắc chắn là Estor đã nghe thấy Estor có được cái mạng chẳng Sus. Đó là Sus chứ không phải refresh, xin lỗi các bạn một chút. Nhưng mà vẫn là cái lợi thế người dành cho các bên phía team Night Z. Mark đang chọn góc đứng cương skill, nhưng mà với những cái khẩu M4 như thế này bắn với cả Glock hay thậm chí là P50, tôi nghĩ thì ai rồi cũng sẽ biết kết quả thôi, là M4 trên chiến thắng. Và lần này sẽ đi vào con bom xe A để cố gắng đặt bom đến các bên phía team Heric. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ là khó nha. Cho ai cùng với đó, Mark đang giữ ở khu bom xe A này khá chắc chắn. Mission Impossible dành cái đội hình bên phía team Heric là điều chắc chắn rồi. Đây, thêm mạng nữa dành Mark. Double kill dành cho Mark, refresh đổi được một refresh yếu máu và sẽ nằm xuống sớm thôi. Một tiếng eco trắng đến đội hình bên phía Heric đã có thể đặt bom. Đối phương đã ở đây rồi, cuối cùng lại là cái tên của Tribe với những tình huống bắn USB của mình. 6-14 dành cái đội hình bên phía team Night Z team, và bây giờ sẽ đến một round tiểu full buy đầy đủ đến từ bên phía team Heric. Sẽ lại một kỳ round tiếp theo dành đội hình bên phía team Night Z team. Nếu đẹp về round thẳng, cơ hội để cứu lại mát thiếu này là hoàn toàn có. Thắng round đấu này Night Z họ sẽ có cái cơ sở để có thể lên được round đấu thứ 8. Tành rất nhanh chóng lên round, đó thì cũng đặt tâm quá tốt đến từ shoot. Một tình huống cục đến từ đội hình bên phía team Heric mà thôi. Một tình huống mà tôi thấy rằng mới chỉ có duyên một người ở khu vực đó là thùng 3. Nhưng bây giờ thấy Esto giạt ra bắn tàu hồng shoot rồi. Thế cân bằng, ọp trong tay của Choi lên tiếng. Tiền bên phía team Night Z team đang có lợi thế hơn người, nhưng quả bom đã set up thành công rồi. Và tạm thời thì AI Prediction đang chọn cho các tiền bên phía team Night Z team. Đó là 81% tỷ lệ thắng sau khi DCT có mình cái đầu của anh chàng T-Seed. Khó rồi nha. Esto hạ xuống thêm một cây điền nữa. Một vết 4 đến từ Starven. Và có vẻ như không thể làm được Starven rồi. Round thằng thứ 7 dành đội bên phía team Night Z team. Nhưng đây là một round thi đấu mà phải nói là bên phía team Night Z team cũng khá hư hồn. Khi mà các tên bên phía team Heric họ tràn lên nhanh quá. Đúng duy nhất một tình huống ném flash thôi thì đã tràn lên tận 3 người cũng te chít cùng với Oram rồi. Mà họ không chỉ đơn thuần là chỉ tăng lên và dừng lại, mà họ cứ phi thẳng vào thôi, như là cái trốn không người vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng Smoke Stay và Smoke Jungle chưa được phát nổ thì cái mạng đầu tiên của Night Z đã phải nằm xuống. Nên đây là một tình huống retake cực kỳ tốt khi mà Estor vẫn chủ động đó là check lại cái khu vực window. Và anh chàng kia điền thì không có cơ hội nào để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình. Và sẽ là một round thi đấu tiếp tục full bài. Đây phải gọi là fork bài thân viên với Heric thì đúng hơn. 2 Gali, 3 AK, lượng bom mình được 2 yếu. Và giờ Troy đang chủ động được giữa một mình một đường ở cái khu vực lầu A này. Khả năng hộ cho Sus nếu như đẩy vào nó sẽ rất là thấp. Thật ra rất cao tại vì góc đứng của Troy đang kề ở chỗ khác. Sus đã đi qua mất rồi. Nhưng bây giờ thì gọi Mark thì thôi. Câu chuyện này nó sẽ là căng hơn rất nhiều. Những quả flash này sai thăng mình. Đối phương đã bỏ ra và rất đen dành cho vị của Sus. Mark đã là người hỗ trợ kịp thời dành những người đồng đội của Troy rồi. T-Seed ở middle mất cho mình rất nhiều máu, 25 HP còn lại thôi. Starven bắt lại bởi một dùng bắn tốt đến từ đội hình bên phía team Night Z team, và quả nết kết thúc cái tên anh chàng này. Và bây giờ lại thì cũng spam smoke cực kỳ ảo đến từ cái tên Esto. Bắn thẳng mồm với T-Seed ạ, chỉ lại hai người mà thôi. 2 vết 5, Refit và Caden. Hơi khó nha, chúng tôi xong. Flash quá tốt đến từ cái tên của Troy, giúp cho Esto có mạng tiếp theo. Và DZT hạ cũng thêm Refit nữa để đem về ra tầm thứ 8 dành cho bên phía team Night Z team. Vâng, một logo của Night Z đã bốc lửa rồi. Đây sẽ là một tín hiệu sáng để giúp cho các đội viên bên phía team Night Z có thể có cái đà là comeback ở trong trận đấu này. Chặng đường là dài, nhưng mà không có gì là không thể cả. Vậy là đang một loạt comeback đến từ đội hình bên phía team Night Z team rồi. Và anh em nào đang làm mod trên kênh thì có thể tập trung và ban hộ mình đi một số những cái bạn đang đưa ra những cái lời lẽ không được hay làm nhỉ. Những cái lời lẽ mà thiếu văn minh, không được hay ho thì tốt nhất là nên xóa đi. Và những cái con người mà nói ra những câu đấy thì tốt nhất là nên phải bị phạt. Bây giờ chúng ta quay trở lại trận thi đấu này thôi. Khi mà tỷ số bây giờ đang là 8-14 dành đội hình bên phía team Night Z team.
khi mà liên tục comeback, logo của họ đã on fire rồi. Mà liệu rằng họ có giữ được cái thế trận này nữa hay không trước các thầy bên Heroic đây. 5 round thiếu comeback liên tiếp đến từ bên phía Team 9 Z Team. Và Heroic bây giờ chỉ là những khẩu súng lục Mark 10 thôi, những bom CB sẽ làm từng rớt thẳng vào bom xài. Liệu rằng người đi đầu là T-Sit không bị dính quả lửa quá đâu. T-Sit bắn đi quá dẻo rồi, bây giờ T-Sit có một cái đầu của DCT. Và Beat đang ở chọn góc bắn nhưng không kịp chọn rồi. Khi shoot là người nào cũng anh chẳng Beat thành công. Try đổi một try không thể đổi được hai. T-Sit có double kill và có vẻ cái Mash Boy đang vẫy gọi cái thằng bên phía Team Heroic rồi. Ọp rơi vào tay với Kaden nhưng đó từng bắn trượt đến Kaden. Smoke lại được trả ra thêm. Và các thuyền bên phía team này sẽ tìm quá ít cơ hội khi mà Starburn bắt thêm vào chiếc mark ở đấy nữa. Có Isto, một vết ba ư quả đám cháy và Isto không thể làm gì được. Cái đây là cái tên refresh lên tiếng. 7 cái Mash Boy dành cho các thuyền bên phía team Heroic rồi. Rusby quá hoàn hảo khi mà T-Sit đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Thật sự là quá tốt đến từ cái tên T-Sit. Một tình huống mà đánh nhanh đến từ thành viên Heroic. Và họ đã giành chiến thắng rồi và sẽ là 7 cái match point dành cho các thành viên Heroic mà thôi. Các thành viên bên phía 9Z thì họ vẫn còn tiền nếu phải full bài. Nhưng mà họ sẽ không thể nào có quyền được thua bất kỳ một round đấu nào nữa. Và bây giờ Kaden cục thúc đẩy ra. Nhưng mà T-Sit và Refresh đã có mỗi người một mạng rồi. Tình huống đưa về là 4 vết 3, cả Tam Minh mới chỉ là 1 phút 40 giây mà thôi. Quá nhanh quá nguy hiểm đến từ cả đôi bên. Sau đó những quả flash cực kỳ tốt đến từ cái tên của Kaden. Và bây giờ thì Starven đang bò vào bom Sabe. Nhưng bom Sabe có đến là hai người. Starven đã nghe thấy rồi, vào đây là tụi bắn tốt đến được Starven. Nhưng không biết rằng sót vẫn còn người, và đó là cái tên Beat lên tiếng. Nhưng một khẩu vào bom Sabe chắc chắn sẽ là không đủ. Thì cái vấn đề bây giờ là Heroic đang muốn bách ngược về bom ra rất nhanh chóng. Và một ôi còn lại về phía team 9Z team lại đang ở B. Ôi trời đất ạ. Và bom xa chống chờ chống hoác dành cho đội bên phía Heroic thôi. Quá khó rồi. Đây sẽ là một tình huống đặt bom xong thì tôi nghĩ rằng bên phía team Heroic sẽ kết thúc map tiêu đầu tiên này luôn. Nhưng cái vấn đề là quả bom Refet đang cầm ở khu vực lầu B. Nhưng không biết liệu điều Refet đã nghe được anh chàng Mark hay chưa đây. Và bộ đôi của Heroic họ đi vào bom xe nhưng để Refet đặt bom ở bom xe B. Fake chống fake chống fake ạ. Fake rất nhiều đến các thành viên bên phía của Heroic. Và bây giờ thì các thành viên bên phía của 9Z họ sẽ đoán được bom đặt ở đâu hay không đây. Có vẻ Mark và anh chàng Beat vẫn nghĩ là bom đặt ở bom xe A. Ôi. Khi mà tôi thấy vị trí của anh chàng Refet cầm quả bom thì tôi nghĩ rằng là đồng đội sẽ vào clear bom xe A và sau đó Refet cầm về. Đúng. Nhưng sau đó chúng ta thấy rằng đối phương lại là người bách về và sau đó bom vẫn là bom xe B ạ. Bom đâu rồi? Và bây giờ bom đi đâu? Tìm bom. Thôi, hết rồi. Hết rồi, các thành viên bên phía Team 9Z team với thời gian không ủng hộ họ. Một tiếng fake quá đẳng cấp đến từ đội viên Heroic. Hai người không cầm bom đi bom xe A. Chống hơ chống hoác và sau đó thì thôi hết sạch dành cho đội viên phía 9Z team. Và có lẽ họ sẽ cố gắng hơn ở trong match tiếp theo, khi đó là match Inferno. Ảo thật đấy, không thể tin được rằng Heroic họ có một tiếng fake phải gọi là đi vào lòng người như thế này. Fake trong fake đến từ Heroic. Vâng, vừa rồi anh em thấy một tình huống phải nói là tân vương của ESL Brick Season 13 đã cho ra thấy một tình huống fake cực kỳ đẳng cấp. Đó là hai bộ đôi còn lại không có bom nhưng chạy thẳng bom xe A. Và sau đó thì người giết có bom thì vẫn đặt bom xe B. Thế là chúng mới ta ảo. Phải nói là ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Chúng ta có lẽ sẽ nghỉ ngơi trong ít phút để chuẩn bị đến match tiếp theo rồi. Đó sẽ là match Inferno được pick bởi cái bên phía team Heroic.